Ngay sau lễ phát động hưởng ứng kế hoạch thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 do Phòng Giáo dục Đào tạo, Công an thị xã tổ chức, quy định này đã được các bậc phụ huynh trên địa bàn chấp hành khá tốt. Theo quan sát của phóng viên tại các cổng trường, đặc biệt là các trường tiểu học trên địa bàn, tỷ lệ phụ huynh đưa con em tới trường có đội mũ bảo hiểm đã tăng lên rõ rệt so với trước đây. Hầu hết các bậc phụ huynh đều cho rằng quy định về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh theo quy hoạch số 113 là phù hợp bởi chính điều này sẽ làm giảm tỷ lệ thương vong cho trẻ em một khi tai nạn xảy ra. Theo thống kê của Cục An toàn Giao thông Quốc gia, hàng năm, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của trên 10.000 người trong cả nước, trong đó có khoảng gần 2.000 trẻ em và 50% nguyên nhân là do không đổi mũ bảo hiểm. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 113 về quy định đổi mũ bảo hiểm cho học sinh phòng giáo dục và đào tạo thị xã đông triều đã chỉ đạo các trường triển khai nghiêm túc quy định này bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đến các bậc phụ huynh các em học sinh và mọi tầng lớp nhân dân về sự cần thiết về đội mũ bảo hiểm cho con em theo thông điệp đội mũ cho con chọn tình cha mẹ trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhớ lời cô dặn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy xe đạp điện các trường còn tiến hành ký cam kết với phụ huynh chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho con em khi đưa con em đến trường bằng xe máy Việc tuyên truyền được diễn ra thường xuyên liên tục và phong phú, đa dạng về hình thức để các em học sinh tự ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm. Ghi nhận tại các cổng trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn những ngày gần đây đã cho thấy gần như 100% số phụ huynh đều đã đội mũ bảo hiểm cho con em khi đưa con em tới trường bằng xe máy. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy ý thức chấp hành quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này của người dân đã tăng lên. Điều này đã góp phần bảo vệ tốt hơn tính mạng của trẻ em, giảm thương vong cho trẻ em khi tai nạn giao thông xảy ra.